xin chào cô chú anh chị mình nha thì uh, buổi chiều hôm nay á, thì em lên cho anh chị mình hai bộ mẹ con đực nha anh chị bộ mẹ con đầu tiên mẹ con đực bao bơi ha thì cái con bò con này đầu trụi nha xá tết thì em kiểm tra thì nó nghiêm chỉnh hết đòn dày sọc ha bò này á, thì nó da đen nhiều hơn nha anh chị tại vì nó cũng có bông á nhưng mà da đen thì bò này nó da đen nhiều nha đích á, thì nuột về đít muối nha anh chị lưng là lưng đôi nha đòn về sọc anh chị Bò này á, thì bò bơm gieo phối nha chứ không phải là bò nhảy đâu nha anh chị. Bò là bò gieo phối nha, bò bơ nha anh chị. Đó anh chị mình thấy không? Đó. Bò này á, thì em bán cho anh chị mình đem về nuôi á thì cũng như là mẹ con này á, thì em bán em bảo đảm cho anh chị mình tình trạng bò là nghiêm chỉnh hoàn thiện ha, không có tặc lỗi gì hết nha anh chị. Đó nên là mình cứ yên tâm mình mua về nuôi nha. Mẹ nói thì thuộc về mẫu bơm bay lùng nha anh chị, những cái mẫu này thì nó đẻ con lúc nào nó cũng rất là mát sữa và chất lượng nha anh chị đẻ con ra là chất lượng nha thì cũng như là em quay thì anh chị mình thấy cái con bò mẹ nó đang cùng con là cái con đực ba bơi đen này anh chị thấy không rất là lực bò nha anh chị nó mời bò lắm nha con bò con ba bơi này thì em đo ngay xế lưng thì nó cao là một m mốt bò nha được hơn 5 tháng mẹ thì nói là mẫu bông bay lùng nha mẫu thì đẻ con rất là chất lượng nha gì chị đó Tại vì cái con bò con này á, thì nó vẫn còn bú sữa mẹ nha Vẫn còn bú nha anh chị Đó nó vẫn còn bú nha Đó chị mình thấy không cái dàn lưng đó nha chị thấy không Lưng là lưng đôi nha anh chị Cái đòn dày sọc nè Mẹ nó nè Con bò mẹ này á, thì nó là mẫu bom ba nha Đó em nói kỹ cho anh chị mình Cái bầu dữ cái con bò này hết biết nha Rất là mát sữa nha anh chị Đó Xá tích thì con bò mẹ này nó hoàn toàn nghiêm chỉnh ha Có sái mặt một sái Sái lưng một sái là tổng cộng là hai sái nha nghiêm chỉnh anh chị đó dậu lườn đẹp nè em là em kết cái những cái mẫu mà bơm bay như thế này anh chị tại đẻ con rất là mát sữa cực kỳ nha đó bò mẹ này á thì quầy à, mặt lông da á, thì anh chị mình thấy rồi ha lông da liền lạc đỏ mặt anh chị không đốm lan giá nha vậy bò mẹ này á thì em đo ngay sới lưng á thì nó cao là một m mười chín đến một m hai bò nha đó một m mười chín đến một m hai bò mẫu bơm bay lùng nha vậy chị bò này á thì à, à, em có hỏi thăm á, thì chủ nhà người ta nuôi á, thì người ta có phối ra rồi nha nhưng mà về anh chị nuôi á, thì mình theo dõi thì chủ người ta nói người ta phối là ba bơi được một tháng 26 ngày nha anh chị đó còn mà bò này á, thì nó đẻ hai con rồi nha đó thì răng cỏ thì em cũng có dạch răng em quan sát á thì theo em thấy thì con bò mẹ này á, thì phé thì sắp đều rồi nha anh chị đó thì mẹ con này á, thì anh chị mình ưng á, thì mình cứ alo cho em Tại vì cái mẫu này nó đẻ con rất là chất lượng nha chị Mẹ thì cũng có thùng dạo ha Tại vì cái mẫu của mai lùng nó dày thường thì nó có thùng đòn rất là đẹp nha Đòn dày sọc ha Xương thì xương lớn nữa nha chị Thì mẹ con này á, thì anh chị mình muốn mua về nuôi á Con đực á, thì nuôi cổ béo Còn con bò mẹ này á thì cứ để để tiếp tục nuôi đẻ nha chị Đó Còn bên đây là mẹ con đực ba bê kem nha Đó ba bê kem nha chị Đó chị mình thấy cái con bò con không con bò con này là con ba bê kem nha anh chị đó mẹ nó đây mẹ kem nha đó thì cái con bò con này thì em phải nói là hết biết con bò luôn anh chị tướng tá tuy cái con bò này nó nhỏ đó nó mới đẻ gần khoảng 3 tháng thôi nhưng mà anh chị mình thấy cái độ pin lực của cái con bò này thì anh chị mình thấy như thế nào thì riêng em thấy là con bò này thì nó rất là độ nha anh chị bò này nuôi là có tương lai ha con bò này thì ba bê kem nha anh chị rất là pin lực nha nó mới gần 3 tháng mà cái đít nó có rồi nha anh chị nó nở anh chị không đó đòn dây sọc à lưng là lưng đôi đầu trụi sái bốn đầu dò cẳng nghiêm chỉnh hết nha anh chị bò con này á, thì nó cao là 8 tắc 7 nha anh chị cao 8 tắc 7 gần 3 tháng nha mẹ nó đây mẹ kem nha anh chị đó chị mình thấy không bò rất là pin đực nha pin lực nha anh chị bò đực nha anh chị chứ không phải bò cái nha bò đực á đó. chị mình thấy không mới có gần 3 tháng mà nhìn con bò này nó nó nổi cơ lên là mình thấy rõ luôn anh chị đó, tại vì mẹ nó cũng rất là mát sữa nha anh chị mới đẻ được con bò bơ kem như thế này nè rất là đẹp bò nha đó bò con này nuôi là sau này mình nuôi là có tương lai nha còn đây là con bò mẹ nha bò mẹ này thì nó cũng tầm trung thôi nha anh chị bò mẹ này là mẹ kem nha mẹ kem này thì em cũng cập nhật kỹ cho anh chị mình hồi nhỏ là cái con bò kem này thì nó có nổi viêm da ít nha đó có nổi viêm da nhưng mà bây giờ thì nó đã hết rồi nha thì có sao thì em nói cho anh chị mình như vậy đó để mình hình dung được cái con bò mẹ nói nha. Bò mẹ này á là nói là mẹ kem. Chủ nhà người ta phối á thì nó ra con bò baby kem nè Đó mẹ thì con á thì xá tất nghiêm chỉnh hết. Riêng con bò mẹ này á là em nó nhắc kỹ cho anh chị mình là nó có nổi viêm da hồi nhỏ á, nhưng mà bây giờ đã hết rồi nha. Đó, em quay kỹ anh chị mình thấy không? Đó. Bò mẹ này á thì à, nó mới đẻ một con nha anh chị là duy nhất một con nha, là mẹ to nha anh chị. Đó, lứa đầu tiên của nó nha, là ra là con bò đực nha anh chị. Đó. Thì à, cái con bò mẹ này á thì em có hỏi thăm á, thì chủ nhà ta nói là chưa có giao phối lại nha, nhưng mà có lên giống rồi. Chủ nhà người ta muốn bán á, nên là người ta chưa có giao phối lại gì hết. Bò này á, thì mới đẻ một con nha anh chị, mới đẻ một con nha. Đó, chưa có bẻ răng nha anh chị. Bò mẹ này cao một m bò nha, con cao con đực á là cao 8 tấc 7 nha anh chị. Đó, tất cả là nghiêm chỉnh hết nha. Thì mẹ con này á, thì em cũng báo giá cho anh chị mình chỉ có 20 triệu nha. 20 triệu anh chị là mình ôm được mẹ con nè. Mẹ con anh chị ơi, mẹ con đực nè. Còn mẹ con bên đây á, là 28 triệu rưỡi nha. Mẹ con ba bê lớn nè, 28 triệu rưỡi nha.